Hello mọi người, lại là Tóc Tóc Tai đây. Sau khi mình làm về chiếc video nhuộm tóc thì đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về uống tóc. Uống tóc như thế nào là đẹp? Năm nay thì kiểu uống nào đó trendy? Hay là uống như thế nào cho phù hợp với khuôn mặt? Thế nên hôm nay mình làm chiếc video này để đề cập tới những kiểu tóc uống đẹp nhất cho nam giới. Nếu các bạn đang chuẩn bị hoặc là đang dự định đi uống tóc thì hãy ngồi lại đây và xem hết video này trước lại nhá. Đầu tiên là mình muốn cảm ơn Dapperday là thương hiệu đã tài trợ cho chiếc video ngày hôm nay. Cho bạn nào chưa biết thì Dapperday là một thương hiệu chuyên về các sản phẩm barber dành cho những bạn nào mà nuôi tóc classic. Ok, bây giờ thì bắt đầu tìm hiểu về video ngày hôm nay thôi. Trước khi đề cập tới những kiểu uống đẹp thì chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu uống tóc là gì trước ha. Uống tóc là kỹ thuật làm cho những sợi tóc thẳng này tạo ra những lọn xoăn lâu bền bằng cách là dùng hóa chất làm cho tóc tự nhiên của các bạn rã ra, mềm ra, sau đó lại uống nắng định hình tóc theo yêu cầu của từng khách hàng khác nhau. Tức là các bạn muốn xoăn tít hoặc là xoăn vừa vừa thôi đều được nha. Trong đó thì có hai kỹ thuật uống chính, đó chính là uống nóng và uống lạnh, cực kỳ phổ biến ở thời điểm hiện tại. Uống nóng thì các bạn sẽ sử dụng những hóa chất chứa axit ở nhiệt độ cao, uống từ thân tới ngọn và độ dị nếp của nó tầm 6-12 tháng. Còn uống lạnh thì dùng những hóa chất chứa kiềm với nhiệt độ thấp hơn rất là nhiều. Và đặc biệt có thể uống được ngay từ chân tóc cơ. Độ dị nếp của nó là từ 3-6 tháng thôi. Đấy, như các bạn thấy là hai kiểu uống này đều có ưu và nhược điểm riêng. Nếu các bạn mà muốn uống nóng thì các bạn không thể uống được sát chân tóc, cũng như là phải chịu nhiệt độ cao, dễ bị hư tóc. Tuy nhiên các bạn đổi lại sẽ được bền cái lọn tóc này hơn. Còn nếu tóc của các bạn đã bị khô sơ thì thợ tóc sẽ chọn cho các bạn là uống lạnh. Tuy là độ dị nếp của nó không lâu bằng nhưng mà nó sẽ ít gây tổn hại đến tóc của các bạn hơn. Mục tiêu của việc uống tóc đương nhiên là mới lạ cũng như thay đổi phong cách của các bạn rồi. Tuy nhiên uống tóc còn có một ưu điểm rất là lớn, đó chính là làm tăng độ phồng lên tóc của các bạn hơn, tức là tăng volume ấy. Chính vì vậy nên những bạn nào đang có tóc xẹp hoặc là thưa tóc thì rất phù hợp với việc uống. Nó sẽ làm những sợi tóc của các bạn trông dày ra rất là nhiều. Tuy nhiên ngoài việc uống tóc ra thì các bạn hoàn toàn có cách có thể làm phồng tóc ngay lập tức mà không quá tốn kém. Cái đó thì mình sẽ dành nó ở cuối video. Kiểu uống đầu tiên mà mình nghĩ rất nhiều bạn có thể để được đó chính là kiểu uống chân sideboard. Chắc hẳn các bạn đã biết tới kiểu uống sideboard rồi đúng không? Nhưng mà đây là một biến thể của kiểu uống đó. Các anh thợ sẽ tập trung vào phần chân tóc của các bạn nhiều hơn, từ đó sẽ làm tóc của các bạn phồng hơn so với kiểu uống sideboard thông thường. Theo mình đánh giá thì kiểu uống này rất là phù hợp với những bạn nào mà có tóc xẹp hoặc là mỏng thưa, đặc biệt là phần trên top này nè. Ngoài ưu điểm là việc phồng tóc thì nó cũng tạo ra một cảm giác rất là lãng tử cho người để. Tuy nhiên kiểu uống này có một nhược điểm rất là lớn, đó chính là các bạn phải đi uống tóc thường xuyên, chứ không là những phần tóc ở chân tóc này nó sẽ mọc dài lên và từ đó tóc của bạn lại xẹp như cũ à. Như vậy sẽ hơi tốn kém à. Những kiểu khuôn mặt có thể chơi được kiểu tóc này là trái xoăn, trái tim, vuông và hơi tròn. Bạn nào mà có khuôn mặt nam dài thì nên né kiểu này ra nha. Thứ hai là kiểu uống mái. Đây là kiểu uống dành riêng cho những bạn nào đang muốn thay đổi lại phần mái của mình cho nó đỡ tù đi. Kiểu uống này sẽ nhắm thẳng tới cái mặt tiền của các bạn, nó sẽ thay đổi rất là nhiều đấy. Các bạn có thể chọn uống xoăn phần mái để làm phần mái nó dày hơn, hay là uống kiểu chữ C để tạo ra một cái kiểu comb hair. Nó tóm lại thì kiểu uống này dành cho những bạn nào đang gặp khó khăn với cái mái của mình. Còn những phần tóc còn lại như là mai hay là gáy thì các bạn đã ổn rồi. Khuôn mặt phù hợp với kiểu uống này là tất cả khuôn mặt luôn nha. Chỉ cần là các bạn có phần mái hơi ngúa hoặc là hơi cục thôi thì các bạn mới uống cái kiểu này nhá. Thứ ba là uống xoăn gần sống. Đây là một kiểu uống khá là thú vị khi nó kết hợp với những kiểu tóc mà các bạn đang để như là sideboard layer hay là undercut. Sự kết hợp giữa kiểu uống này với lại những cái kiểu tóc mà mình vừa kể trên nó sẽ làm cho các bạn có một cái nhìn độc lạ hơn, mới mẻ hơn bằng những cái lọn xoăn chồng lên nhau trông rất là layer. Kiểu này thì các bạn sẽ thường thấy trong những bộ phim của các oppa đóng. Nếu các bạn đang nuôi những kiểu tóc như mình kể trên, layer, sideboard, mullet này kia thì các bạn hoàn toàn có thể uống theo cái kiểu này, đảm bảo mọi người sẽ trầm trồ với kiểu uống sống này của các bạn. Cái khuôn mặt phù hợp để uống kiểu gợn sóng này đó chính là kiểu tròn xoăn trái tim. Thứ tư là kiểu uống xoăn windswept hay còn gọi là kiểu uống gió bay. Đúng như cái tên thì nó sẽ mang lại cho các bạn một cái lọ uống vô cùng nhẹ nhàng, tựa như là gió bay ngang qua chứ không phải là đi uống tóc nữa. Đây là kiểu uống mà mình thấy ít phô trương nhất và tự nhiên nhất trong tất cả những kiểu uống. Nó rất hiệu quả với những bạn lười bút sáp nè và chỉ muốn có một độ xoăn nhẹ nhàng vừa phải để mọi người nhìn vào là không biết các bạn đã đi uống tóc cơ. Những kiểu windswept này lại có một cái nhược điểm bởi vì lọ xoăn của nó khá là nhẹ nên nó sẽ duy trì không được lâu. Vì vậy các bạn sẽ chơi nó trong một thời gian khá là ngắn rồi đấy. Windswept này thì phù hợp với mọi loại khuôn mặt nên các bạn không cần phải kiêng kỵ gì đâu nhá. Thứ năm là kiểu xoăn rối hay là xoăn mì tôm ấy. Nghe cái tên thôi là các bạn có thể hình dung ra được kiểu uống này luôn rồi phải không? Nó xoăn tích lên bằng cách là uống những cái lọ siêu nhỏ. Đặc điểm của kiểu uống này là nó rất là độc đáo và cá tính. Nên là những bạn nào mà thích sự nổi bật thì các bạn có thể thử kiểu tóc này nha. Kiểu uống xoăn xù này là một trong những kiểu uống mà làm dày cũng như là làm phồng tóc nhất trong tất cả những kiểu uống. Nên là các bạn cũng cần chú ý trước khi mà muốn thử kiểu tóc này. Nếu không thì trông nó sẽ rất là lố bịch. Chỉ những bạn nào mà có tóc vô cùng xẹp hoặc là tóc vô cùng thưa rất là ít thì các bạn để kiểu tóc này sẽ rất là hợp. Nó sẽ khiến tóc các bạn dày lên và phồng lên rất là nhiều. Kiểu xoăn mì tôm này sẽ phù hợp với đa số khuôn mặt. Tuy nhiên những bạn nào mà có mặt nhỏ hoặc là mặt hóp quá thì không nên để kiểu này nhá. Không là cái khuôn mặt của các bạn sẽ bị kiểu tóc nó ôm hết luôn đấy. Cuối cùng là kiểu uống con sâu. Chắc hẳn là các bạn đã từng thấy ai đó đã để kiểu tóc này ngoài đời rồi. Và có phải nó rất là cá tính đúng không? Đây là một kiểu uống mà các bạn rất nên cân nhắc, bởi vì nó rất khác so với những kiểu uống khác mà các bạn từng biết. Nó không phải xoăn theo hình tròn mà nó xoăn theo kiểu zigzag, từ đó khiến tổng thể của kiểu tóc này trông rất là ngầu, rất là gai góc.
Tuy nhiên kiểu tóc này chỉ phù hợp với những bạn có tóc ngắn thôi, còn những bạn có tóc dài như mình chẳng hạn thì chắc là bỏ tay rồi. Nếu các bạn đang có một kiểu tóc ngắn vừa phải, các bạn muốn thử những cái gì đó mới lạ thì hoàn toàn có thể check qua kiểu tóc này nha. Nó sẽ khiến cho các bạn có một kiểu look rất là lạ. Kiểu uống này thì phù hợp với hầu hết các khuôn mặt khác nhau. Tuy nhiên bạn nào có cái đường jawline này nè, tức là cái đường hàm này nó vuông vắn, nó vuông ấy, thì càng đẹp, là thấy rất nhiều bạn đi kiểu uống này rồi, nói chung rất là hay. Đó là những kiểu tóc uống đẹp nha. Và như đã hứa thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách phòng tóc tức thì mà không cần phải uống. Đó chính là các bạn chỉ cần một chai bột phòng tóc là được. Cơ chế hoạt động của những sản phẩm bột tạo phồng như thế này, đó là nó sẽ tạo nếp cho các bạn và làm khô một cách tự nhiên, từ đó làm cho tóc các bạn có một kết cấu khô, giúp hỗ trợ làm phồng tóc một cách tối đa. Hiện tại thì mình đang dùng bột tạo phồng của Dapperdan Take to Dust. Điểm mạnh của sản phẩm này đó chính là dễ dàng rửa, và khi bỏ lên đầu thì nó sẽ hòa tan lên tóc một cách rất là nhanh chóng, làm cho tóc của các bạn có một cái kết cấu rất là chặt chẽ, từ đó nâng tóc của bạn lên rất là nhiều. Thêm vào đó là nó khá là nhỏ gọn, tiện lợi và dễ dùng. Đây là một trong những sản phẩm khá là nổi bật ở những barbershop, và bạn nào muốn trải nghiệm sản phẩm này miễn phí thì có thể đến Tony Barber House nhé, sẽ có người đưa cái này cho các bạn test. Chỉ cần cầm cái video này ra và nói họ thôi, thì mình sẽ dùng trực tiếp cho các bạn xem nhé. Tóc hiện tại của mình thì nó cũng phồng ở một mức độ rồi, tuy nhiên nó sẽ phồng hơn khi mà dùng cái này. Các bạn thấy bột không? Các bạn có thể rắc lên trên phần đầu của mình, cao cao cao, thấy không? Nó phồng lên một cách khá là tự nhiên. Mình chỉ đổ ở phần top thôi, bởi vì những cái phần bên cạnh của mình nó đã khá mỏng bền rồi. Và như các bạn đã thấy, nó khác hẳn đúng không? Tóc của mình nó đã phồng hơn rất là nhiều. Mặc dù sợi tóc của mình rất là dài và nặng, tuy nhiên nó vẫn có thể làm phồng được. Thì những bạn có tóc ngắn hơn mình thì hoàn toàn có thể dùng cái này và làm cho tóc của mình nó phồng hơn nhé. Và đó chính là bí quyết của mình để làm phồng tóc một cách tự nhiên và ngay lập tức. Bạn nào muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì có thể bấm vào phần mô tả nhé. Ok, và chỉ như vậy thôi. Hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn những kiểu uống tóc đẹp cho mùa Tết năm 2023. Các bạn có thể tham khảo những kiểu uống đó và chọn cho mình một kiểu uống phù hợp nhé. Ngoài ra thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm phồng tóc một cách tức thì nhanh chóng. Thế nên có bất kỳ thắc mắc gì về uống tóc, về làm phồng tóc hay là những cái vấn đề liên quan tới tóc thì các bạn hãy comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời hết nha. Cuối cùng thì chúc các bạn có một kiểu uống tóc đẹp trong năm 2023 này. Và nếu các bạn uống thành công một trong những kiểu uống mà mình đã chia sẻ ở trên thì hãy comment cho mình biết với nha. Bây giờ thì bye bye. Thank you.